Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Gian ATX 850 được trang bị cấu hình DOG đề chuyển số SLX. Em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe là khung nhôm, nước sơn thì còn rất là đẹp, sơn chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Còn nhìn qua tổng thể của chiếc xe thì còn rất là đẹp, vành Mavic của Pháp. Ghi đông cổ phốt carbon. Tay bấm phanh đồng bộ DOG. Phanh dầu. Cả tay bấm cả phanh đều đồng bộ với nhau. Vành Mavic thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp. Lốp 26 inch. Đùi đĩa trục rỗng DOG. Gạt đĩa DOG. Đề chuyển số SLX. Máy hơi khối lổ đi vòng. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Và chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 thì là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Đi vòng cuối lộ. Và chiếc xe đang có giá bán rất hợp lý bên em là khoảng là chỉ 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.